Hello anh em, hôm nay mình sẽ chơi game con đố đến tối à? Wow, được 200 táo ạ. Rồi mình sẽ tranh thủ phá hết số chín nhóm này các bạn. Ôi, trời ơi, đâu đó. Thế chi bị ông đi bắt rồi các bạn. Trời sáng sáng sớm đã nắng chang. Công mận em. Có to quá nhỉ. Công mận hả? Ôi.
9703. Hôm nay em xem quảng cáo trên iPad này là mấy cái thằng của cái đứa kia, cái đứa mặc quần xanh ấy. Mẹ. 400 mấy. Mùa chết đéo được. Thằng mày vậy tức rồi. 83, 89. Vẫn chưa thấy bà cô xuất hiện các bạn. Gần 2.000 giờ xem rồi. Lúc nãy em vừa xem xong. Bây giờ cái kênh của anh là nó có pha rồi không sao? Kênh 2 hôm đầu nó lên gớm nhỉ? Kênh mười mấy nghìn như hả? Anh Tiến á? Ừ, qua anh xem đâu? Đâu vậy? Anh với em xem. Chuyên lấy vi da của em lại. Xong rồi cắt ghép xuống rồi lại đăng lên kênh của họ. Đấy là cái em cũng không biết. Không ai nói thì mình chơi luôn. Cái gì cũng phải có hỏi. Ok, clip của mình phần 1 tới đây là kết thúc. Các bạn thấy hay thì nhớ đăng ký subscribe để ủng hộ kênh mình nhá. Rồi, mình sẽ ra phần 2 nhanh chóng không? Thank you các bạn.